có nhiều chị em hỏi mình đó là sao bây giờ mình tự tin thế, sao bây giờ mình độc lập, mình mạnh mẽ, mình dũng cảm thế, trong khi trước kia mình cũng là một người hay sợ hãi, hay lo lắng, hay khổ tâm, hay suy nghĩ quá nhiều điều trong cuộc sống. Thì xin thưa là thật sự là mình đã có một cái giải pháp để mình rèn luyện, mình thực tập trong suốt một thời gian dài để mình có thể bình tâm lại, mình an yên như hiện tại, đó là nhờ việc mình đọc sách. Thật ra thì mình biết rằng là trong cuộc sống xã hội bây giờ á, các chị em phụ nữ chúng ta thường hay sợ hãi rất là nhiều thứ trong cuộc sống, thường hay lo lắng. Một số chị em còn rơi vào trường hợp trầm cảm nữa. Có nhiều nỗi sợ lắm. Mình sợ không đủ tiền nè, mình sợ không có tiền lo cho gia đình con cái, mình sợ tương lai mình không biết việc làm thế nào, mình sợ cho ông bà của mình. Mà trong cuộc sống chúng ta phụ nữ, chúng ta thường hay lo lắng quá mức, thường suy nghĩ quá nhiều. Mà thật sự thì khi mà bước vào đời sống hôn nhân á, ai cũng suy nghĩ những điều tốt đẹp, ai cũng cho rằng là ai cũng vẽ lên cho mình một giấc mơ là mình sẽ có cuộc sống đầy đủ, cuộc sống hạnh phúc ấm êm. Mình phụ nữ chúng ta khao khát được sự hạnh phúc, được sự tự do, được sự hưng phấn, được sự kiêu hãnh, được sự tự hào, chứ không ai chúng ta muốn xong cái cảnh mà u uất, cái cảnh buồn phiền, cảnh bực bội, cái cảnh mệt mỏi vật vã hàng ngày cả. Cho nên là trong những cái lúc mà mình u uất như vậy đó, vô tình là mình đã có một cái giải pháp, đó là mình tìm tính sách, những cái đầu sách mà mình tập vào sách chữa lành nhé. Bởi vì lúc này chúng ta đang có những cái lo lắng xuất phát từ bên trong chúng ta, thì việc chúng ta tìm đọc những cái đầu sách chữa lành á, để chữa lành tâm hồn mình, nó sẽ có ích hơn là việc chúng ta đọc những đầu sách về kinh doanh hay là đọc những đầu sách về nấu ăn. Bởi vì khi đọc sách nó làm cho con người của chúng ta bình tĩnh lại, bình tâm hơn, để chúng ta có thể có được một cái phương án, một cái phương pháp chúng ta giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn. Và nói về những cái lợi ích của việc đọc sách, nó có ích cho cái việc chúng ta chữa lành tâm hồn mình, để giúp cho chúng ta mạnh mẽ, chúng ta dũng cảm hơn. Đầu tiên đó chính là việc chúng ta đọc sách, chúng ta sẽ tập trung hơn vào trong câu chuyện ở trong sách nó đem lại, và đặc biệt là những đầu sách chữa lành. Bởi vì lúc này cái sự tập trung của chúng ta nó làm cho chúng ta vững cái tâm của mình. Khi mà chúng ta đọc sách được 30 phút đến 1 tiếng, chúng ta quay lại cuộc sống thường ngày, thì hầu như các bạn sẽ thấy là chúng ta đã vơi bớt đi một phần của sự sợ hãi rồi. Bởi vì vừa rồi chúng ta đã tập trung vào trong nội dung yêu thương, mềm mại, ngọt ngào của những cái đọc sách chữa lành mang lại. Cái lợi ích thứ hai của việc những đọc cái đọc sách chữa lành để giúp cho chúng ta bình an, bớt sự sợ hãi, bớt sự sân hận, đó là việc chúng ta sẽ giảm stress rất là nhiều. Có những cái đầu sách như là chữa lành, nhưng mà chữa lành bằng âm nhạc nè, chữa lành bằng bằng thiền hành, hoặc là chữa lành bằng ăn uống, vân vân. Những cái thể loại như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta giảm stress hơn rất nhiều trong các khoảng thời gian mà chúng ta phải lo lắng quá mức, nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Thì việc chúng ta dành cho mình 30 phút đến 1 tiếng chúng ta đọc sách thì chúng ta sẽ giảm stress rất nhiều. Lợi ích thứ ba của việc đọc sách để giúp cho chúng ta có thể chữa lành tâm hồn mình là các bạn có nghe nói về cái việc mình đọc sách đó là mình sẽ thông minh hơn. Bởi vì khi mà chúng ta đọc sách đó, chúng ta sẽ tiếp thu được kiến thức, não chúng ta hoạt động, cái neuron thần kinh hoạt động, thì lúc này chúng ta sẽ có cho mình được những cái phương án để chúng ta giải quyết vấn đề. Cho nên thường mình gọi là ai mọc sách nè, mọc sách nè, mọc sách là thông minh nè, là bởi vì neuron thần kinh hoạt động. Cho nên cái việc mà chúng ta đọc sách chữa lành cũng như vậy, sách chữa lành thì cũng sẽ cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta rèn luyện, ta thực tập như thế nào đó để chúng ta vượt qua nỗi sợ. Thì lúc này chúng ta đọc sách chữa lành thì khi chúng ta tiếp thu được kiến thức, chúng ta sẽ tìm ra các phương pháp để chúng ta giải quyết vấn đề một cách nó tốt hơn, một cách nó hiệu quả hơn. Ngoài ra thì cái lợi ích thứ tư của việc đọc những đọc sách chữa lành đó chính là sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện được một cái quan lạc. Mà nếu như mà phụ nữ chúng ta sống trong một cái đời sống mà u uất nè, sợ hãi, mệt mỏi, mà chúng ta tìm về rượu bia, thuốc lá, đi chơi với bạn bè, cứ tán gẫu nó xấu chồng, thì đó đâu phải là biện pháp tốt đẹp đâu. Mà khi chúng ta tìm về việc đọc sách, chúng ta có được sự an yên, cũng là lúc chúng ta rèn luyện được một thói quen lành mạnh. Thay vì cái thời gian rượu bia, cà phê, thuốc lá thì chúng ta tìm về với sách, thì rèn luyện cho chúng ta một thói quen tốt để chúng ta vừa tiếp thu được kiến thức mà vừa trở thành được một con người tri thức, để chúng ta có được cái phương pháp rèn luyện được cái sự tự tin, sự dũng cảm. Nó tốt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta tìm đến những cái tệ nạn xã hội, vừa làm chúng ta mất tiền mà vừa hại cho sức khỏe, vừa hại cho tinh thần nữa. Nhưng mà điều này chúng ta phải thực tập rèn luyện rất là nhiều, bởi vì xung quanh cuộc sống chúng ta có rất là nhiều cám dỗ. Nếu chúng ta không có vững tin, vững bước vào hành động của mình, không có thật sự rèn luyện, không có sự thực tập, thì thực ra phần lớn con người chúng ta sẽ thường trốn tránh sự sợ hãi, thường trốn tránh sự u uất, thường trốn tránh sự lo lắng, mà tìm cách để chúng ta đắm chìm vào trong những cái thú vui, vào trong những cái lạc thú. Nhưng mà những cái này nó rất là hư ảo, nó rất là phi thực tế. Mà khi trở về cái điều kiện thực tế rồi thì qua một đêm chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống trong cái sự giày vò,
về mặt thể xác lẫn tinh thần mà thôi. Có thể nói rằng để có thể vượt lên được chính mình thì chúng ta cần phải rèn luyện rất là nhiều cái biện pháp. Không ai nói tìm đến rượu bia thuốc lá là vượt lên chính mình hết. Nhưng chắc chắn các bạn đã từng nghe nói về cái việc là học tập, đọc sách sẽ vượt lên chính mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.